Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu của sống áo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ Huyền trong suốt thời gian qua. Hôm nay xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm món khoai mì nướng đậu xanh. Thành phần nguyên liệu thì gồm có. Ở đây là khoai mì đông đá. Huyền sẽ làm 3 bịch khoảng một ký, huyền sẽ cắt ra và đi ngâm với nước, sau đó mình sẽ lọc qua rây để cho sạch bớt chất đắng và chất độc ở trong khoai mì và đây là đậu xanh Bác bạn có thể làm 50 g hay 100 g cũng được. Tùy mình. Và bơ 30 g. Quyền sẽ làm hai quả trứng gà. Và phân nửa hộp nước dừa khoảng 250 ml và hai muỗng sữa đặc. Và hai gói vani lề. Bây giờ, Quỳnh đi ngâm ba bịch khoai mì vào trong thao nước lạnh. Các bạn nhớ cho một muỗng muối vào trong khoai mì để ngâm chung. Bây giờ, Quỳnh đi ngâm đậu xanh cho nở và Quỳnh sẽ nấu, sau đó sẽ xay nhuyễn. sau khi khoai mì đã tan đá, bây giờ mình lọc qua rây và miếng dải để bỏ hết phần nước đã ngâm. Phần nước này sẽ mặn và chua. Và tiếp tục làm hết phần bột mì đã ngâm, mình dắt cho ra nước. Sau khi dắt xong phần khoai mì mình được bao nhiêu đây bây giờ bắt đầu mình đi trộn đây là đường tùy nha các bạn muốn ngọt cho nhiều còn không mình cho ít với một ký khoai mì mình bỏ chừng 250g đường là đủ hai gói vani lề đây là bơ 30g đây là hải quả trứng gà mình cho một ít còn một ít một chút nữa mình sẽ chét lên mặt bánh đây là nước dừa nước dừa khoảng 250 ml và đậu xanh sau khi đã nấu xong và xay nhuyễn quyền bỏ chung vào trong khoai mì luôn tùy các bạn nha có thể mình cho 50 g đậu xanh cũng được các bạn muốn luộc sơ cũng được hay luộc mềm nhuyễn cũng được quyền bỏ vào đây hai muỗng canh sữa đặc mình trộn đều ở đây quyền sẽ xài bột bánh dẻo quyền cho hai muỗng canh bột bánh dẻo các bạn có bột năng cho cũng được mọi thứ quyền đã trộn xong hết bây giờ mình trộn đều và chuẩn bị bỏ vào khuôn Dưới đít khuôn các bạn nhớ cho một chút dầu để mình dễ lấy ra. Và các bạn nhớ khi nào bánh nguội mình mới được mở ra. Quyền đã bỏ vô khuôn xong, bây giờ mình bỏ vào bếp để nướng. Bánh khoai mì nướng đậu xanh. Quyền đã nướng xong, thời gian nướng là 55 phút. Các bạn xem. Nếu các bạn không muốn vàng, thì các bạn nướng thời gian ít lại ở đây quyền nướng là một tiếng đồng hồ bánh vẫn còn nóng quyền để nguội một chút quyền sẽ cắt ra bánh thơm mùi đậu xanh. Video vừa khoai mì đậu xanh nướng xem như đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn vào kỳ tới. Bye bye các bạn. Bye bye.